Những lúc vẽ, con cảm thấy rất bình yên. Bình yên đối với con là được làm những điều mình thích, là hài lòng với những gì mình có và quan trọng hơn là chia sẻ với những người xung quanh. Tôi thấy lặng lẽ hương sau hè. Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây. Tôi thấy thành tháng như mây trời dần dần cứ xa rời. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào kia chân. Gần lắm sao vui vời, tôi thanh xuân cũng như mây trời. Lối về quanh có chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày lo âu rồi, mong mai hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong anh. Thiên nhiên như một bài hát không lời gửi cho con nguồn cảm hứng. Những bức tranh của con đều vẽ về thiên nhiên vì con rất yêu nó. Đó cũng là những hình ảnh con nhìn và cảm thấy trong cái cuộc sống xung quanh mình. Tranh của con sử dụng nhiều màu sắc, cũng giống như đường nét thì màu sắc đi theo sự thay đổi cảm xúc của con. Cùng một bức tranh thì có thể có một người xem sẽ thấy được niềm vui, còn có thể một người khác nữa sẽ thấy được một buồn. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào kia trời. Cần lắm sao vời vợi, tôi thanh xuân cũng như mây trời. Lối về quanh có chẳng nếu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi, mong mai hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh. Lối về quanh có chẳng nếu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi, mong mai hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ. Ban đầu con nghĩ rằng vẽ tranh chỉ đơn giản là thực hiện đam mê của mình, nhưng khi con nhận thấy rằng bức tranh của mình có giá trị thì con đã cố gắng dùng chúng để giúp đỡ cho người kém may mắn hơn, và con rất vui vì nó đã lan tỏa với những người khác nữa. Họa sĩ nhí Sao Chu, sinh năm 2007, được một số báo chí uy tín của nước ngoài so sánh với danh họa người Mỹ Jackson Pollock, một tên tuổi trong trường phái trừu tượng. 5 tuổi cầm cọ, 12 tuổi mở triển lãm riêng ở New York, 14 tuổi dùng gần 3 tỷ bán tranh qua triển lãm online để mua máy thở và các thiết bị y tế để ủng hộ lực lượng chống dịch, cùng với nhiều hoạt động từ thiện.